mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dùi lỗ lấy nhọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián rồi mới đánh dậy moi ruột đó. Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn. Biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa, cá bự và dãy dụa dữ quá. Con liền dùng cái cây đinh to cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián, sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con tài như vậy? Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng, cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần, từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ, nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, dày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung. Đời Hòa Thượng nói như sấm động, lấy người tỉnh dậy từ cơn mê. Sư phụ, Ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con. Sư phụ hiền hòa nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thể dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Ha ha ha,